Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì Mạnh Phát tiếp tục là đến với một các bạn một lô X-Men bao gồm 3 X-Men và một con Zoomer rất là đẹp nhá. Con X-Men đầu tiên là phiên bản màu trắng xanh. Đây. Con này là vành 12 mọi người nhá, hàng của AutoSun. Con này rất là đẹp. Và rất là bốc luôn. Đây mọi người sẽ quan sát chiếc xe đi. Đây. Màu trắng nhá. Đấy, có cả khóa chống trộm đầy đủ này. Bình mới nhá mọi người nhá. Đây nó có cả hai cái ốp ở đây nữa này. Đấy, mình chưa bắt vào thôi. Đấy, vành 12 này là xe rất là nhìn rất là cao nhá mọi người nhá. Cái này yên này chưa bắt chặt này. Đây. Đây chúng ta sẽ quay cả đằng sau cho mọi người xem đi. Đèn còi xi nhan mọi thứ là rất là ok. Xi nhan này. Đủ hết này. Con này sẽ có 3 nước nhanh chậm nha mọi người nhé. Nó sẽ ở trên tay ga như này này. Đây, đây. Đèn ở đây. Pha cốt bên này. Vành 12 con này là phanh đĩa trước này. Đấy, con này rất là đẹp. Đây anh chúng ta sẽ quay cả bên này cho mọi người nhìn tổng thể. Đấy, con này thì sẽ có giá là 6 triệu rưỡi bình mới nha mọi người nhé. 6 triệu rưỡi bình mới. Con đầu tiên. Con thứ hai là một con Zoomer. Con Zoomer này siêu đẹp luôn. Zoomer của Suzuka, hàng nhập khẩu nha mọi người nhé. Đây mình sẽ đi hẳn lên vỉa hè mọi người xem này. Rất là bốc, xe này cực kỳ bốc. Con này có cả đăng ký biển luôn nha mọi người nhá. Mới này, đăng ký biển đầy đủ này. Xe rất là đẹp luôn. Của Aima, Suzuka Aima này. Đây anh ta sẽ quay cả một vòng cho mọi người nhìn cái xe luôn. Xe đẹp miễn chê luôn. Màu đỏ, rất là hiếm. Vành 12 lốp như mới. Này, lốp này mọi người nhìn lốp này. Đây, lốp trước cũng thế này. Đấy, nói chung là xe của Mạnh Phát thì con nào lốp cũng rất là ngon. Đây anh ta sẽ quay cả đằng trước cho mọi người nhìn. Đèn đằng trước này. Đấy. Con này đi cực ngon luôn. Con này có cả nước chuyển số. Đầy đủ hết. Đấy. Đẹp miễn chê luôn. Hiếm được con Zoomer được như con này mọi người. Nó là vành 12 nhá mọi người nhá. Zoomer vành 12 nhá. Đăng ký biển đầy đủ. Con này cũng có giá là 6 triệu rưỡi bình mới mọi người nhá. Con này cũng có giá 6 triệu rưỡi bình mới, cực kỳ đẹp luôn. Hàng hiếm nhá, con này là hàng hiếm luôn. Ok, con tiếp theo là một con X-Men màu xanh đen. Con này là bánh 300 lốp 350 mọi người nhá, là lốp béo, lốp to. Đấy nó bé hơn lốp 12 nhưng nó lại là lốp to hơn nhá mọi người nhá. Màu đen xanh. Rất là cứng xe. Con này là hàng da điên nhập khẩu đấy mọi người ạ. Xe của ra đìa. Đi rất là bốc. Bọn này đi siêu bền luôn. Những dòng xe nhập này đi rất là thích. Xe nhan này. Cực kỳ bốc. Có 3 nước tốc độ nha. Tất cả xe của Mạnh Phát đều được làm rất là cẩn thận nên mọi người không phải lo. Đấy, được kiểm tra bảo dưỡng hết rồi. Đấy, giảm sóc này. Đấy, lốp rất là ngon luôn. Lốp như mới luôn. Đấy, anh ta sẽ quay cho mọi người xem lốp này. Đây. Đấy. Lốp của nó đây. Rất là đẹp nhá. Nó rất là đẹp. Đây. Con này cũng thế này. Con này thì rẻ hơn một chút. Đấy. Con này là vành 12. Cũng là màu trắng xanh nha mọi người. Con kia cũng có giá 6 triệu 500 nghìn nhá. Con này sẽ có giá là 6 triệu 2 mọi người ạ. Đấy. Con này thì có cả số lùi luôn. Đấy, cũng có 3 nước tốc độ nha mọi người nhá. Đấy. Màu trắng xanh. Con này thì sẽ có giá là 6 triệu 2 bình mới nha mọi người nhá. Nói chung là xe được kiểm tra bảo dưỡng hết rồi nên mọi người mua về chỉ việc đi thôi. Và đặc biệt là được lắp bình mới nữa nha mọi người nhá, nên không phải lo lắng. Đấy. Mua xe của Mạnh Phát lúc nào cũng ưu tiên lắp bình mới cho khách để làm sao để mọi người sử dụng an toàn. Bởi vì thực sự là ở xa xôi bây giờ ở bình cũ rất là may rủi luôn, mặc dù được bảo hành nhưng mà gửi đi gửi lại rất là mất công. Đấy. Và có một thông tin thông báo cho mọi người biết là gì ạ? Đợt này thì dịch bệnh khá là căng nên là hàng mình vẫn gửi được nhá, nhưng nó sẽ chậm hơn. Đấy, có những đơn ở xa thì có thể lên đến 10 ngày cơ. Nhưng mọi người yên tâm là mình vẫn gửi được cho mọi người nhá mọi người nhá. Đấy. Điều kiện để mua xe bên mình là mọi người sẽ phải đặt cọc trước 1 triệu. Đấy, thông qua số tài khoản hoặc là số điện thoại di động là 085 993 4 số 1 ở cuối nhá. Mình nhắc lại này. 085 993 4 số 1 ở cuối. Mọi người mua mẫu nào con nào thì mọi người sẽ nhắn tin cho mình nhá. Đấy. Ở phí ship thì miền Bắc thì sẽ là 300, miền Trung là 400, còn miền Nam sẽ là 500 mọi người nhá.
mình sẽ gửi hàng về tận nhà và bọc hàng rất là kỹ. Đây, đây là một con đích men mà mình sẽ bọc và gửi cho khách vào ngày hôm nay này. Nếu mọi người quan sát này, bọc cực kỳ kỹ luôn, nên mọi người yên tâm không sợ là khi mà đến nhà hỏng hóc gì đâu. Bọc rất là kỹ, một lớp giấy rơ xốp này 5 ly này, một lớp giấy bìa này, bọc kín cả chiếc xe luôn, cho dù mình vận chuyển nó có bị đổ điếc ấy, thì cũng không sợ bị gãy tay phanh hay là bị xước sát nhựa cho mọi người nhá. Đấy, làm bên mình bọc rất là chuyên nghiệp đấy, bởi vì là bên mình chuyên gửi mà, nên là mọi người yên tâm. Đấy, những cái xe này khi mình quay lên video nó như nào thì đến tay mọi người nó cũng sẽ như vậy nha mọi người nhá, nên mọi người hoàn toàn để yên tâm. Đấy, mọi người có nhu cầu thì nhớ alo cho mình nhá, số điện thoại là 085 993 4 số 1 ở cuối nhá. Đấy, cảm ơn mọi người đã xem hết video nhá, xin chào và hẹn gặp lại.